Vâng, xin chào tất cả các bác xem video. Hôm nay là em đã có mặt tại xã Etermốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, là ở tại vườn của anh Phong. Vâng, anh Phong, anh lắp đặt thiết bị là được bao nhiêu lâu rồi ạ? Tôi cũng tham khảo từ năm trước, nhưng mà năm nay bắt đầu đặt thiết bị là bây giờ là được 1 tháng rồi. Vâng, gần 1 tháng. Thế anh thấy cái sản lượng của nó là nó như thế nào? Lúc đầu thì mới lắp đặt nên là nó khí vào cây nó cũng chưa có ổn định nên là nó cũng ít, nhưng mà mới đến giờ là mũi khoan thứ 7 rồi. Là của tôi tuy là đầu mùa nhưng mà đã được, như hôm qua là tôi đã được 2 nạng trên 1 cây bình quân. Cả vườn của tôi là vườn này là gần 400 cây, một nô này là gần 400 cây là đã bình quân được 2 nạng. 2 nạng mủ nước trên 1 cây, còn cái độ của nó thì thực tế ở đây người ta chưa có cân mủ nước nên là chưa có đốt, tôi chưa nắm được, tôi đang đánh đông để dành. Thế còn thấy cái hiệu quả thì nó cũng mủ ngoại, nó cũng tăng dần dần, còn cây thì nếu mà làm đúng quy trình thì tôi cũng được hướng dẫn kỹ lắm. Nên là có đám chú Dũng đây ở bên công ty vườn xanh tốt là hướng dẫn rất là kỹ. Nếu mà được hướng dẫn kỹ mà mình tuân thủ được thì tôi nghĩ là chắc chắn là chúng tôi ở bên này sẽ thành công. Tôi và một số anh em ở đây cũng đã có cái chiều hướng từ lâu, nhưng mà bây giờ cũng đang bắt đầu là mới mẻ, nhưng mà cũng đã bắt đầu tiến hành lắp đặt. Trong kia có ông anh tôi cũng lắp mấy nghìn rồi, và một số bà con cũng đang có cái hướng như thế, cũng mong là công ty mới lại anh em tạo điều kiện kỹ thuật, hỗ trợ kỹ thuật mới lại dụng cụ các thứ nó ổn định để cho chúng tôi làm ăn cho nó nhàn. À, thứ hai nữa là cái này lắp đặt cái hệ thống này thì tôi cũng nói thêm là riêng cái mưa của chúng tôi là 2-3 ngày nay là mưa rất nhiều, nhưng mà cái nắp che tô là rất là ổn định, mủ mà tỷ lệ mà xuất suất mà bị nước vào thì chỉ 1-2-3% thôi, chứ không có sợ như những cái máng che mưa khác. Đấy. Vâng, và trong những cái năm ngoái, năm kia và những cái năm trước nữa là ở cái vùng này là cũng có một số bà con lắp đặt thiết bị, mua thiết bị trôi nổi trên thị trường về thì phải tháo bỏ sau vài tháng lắp đặt. Có nhiều người ấy là chịu lắm thì được 1 năm cũng thấy quay sang cạo truyền thống. Đấy, giữa cái tình hình như thế mà sao anh lại vẫn cứ chọn cái phương pháp mà khai thác mủ cao su khí này? Thứ nhất là báo cáo, thứ nhất là tôi thấy là cái về nói về công việc ấy, là cái áp khí này nó làm ban ngày. Đấy, chỉ chiều mát và sáng sớm thôi. Thế như tôi thì sức khỏe nó yếu nên là tôi cũng đã bị đột quỵ 1 lần rồi, nên là giờ nếu mà để cạo đêm thì tôi không có làm được. Thì tôi đã nghiên cứu trên YouTube của các kênh và cũng đã khoảng hơn 1 năm nay theo dõi liên tục. Đến giờ quyết định năm nay là nhờ bên vườn xanh tốt của anh Dũng sang mang dụng cụ sang và tận vườn và áp đặt cho rồi chỉ hướng kỹ thuật, thì là mình thấy nó hiệu quả hơn thì mình làm. Chứ còn thực sự bà con thì cũng có một số người đã làm ở trên vùng đất này nhưng cũng đã tháo dỡ, cũng có hộ cũng còn tồn tại, nhưng mà số còn tồn tại thì không nhiều. Nhưng đến bây giờ thì thấy cái bên công ty này nó có những cái sản phẩm này và thực sự là rất là chu đáo về kỹ thuật, cho nên chúng tôi rất yên tâm, mong muốn một ngày gần đây là bà con mình sẽ cải thiện được tất cả những cái hướng như thế này về công nghệ mới cho nó nhàn mà hiệu quả rất là cao. Của tôi thì năm nay là cái bên kỹ thuật nói là cái năm đầu thì mủ của mình thì nó cũng chưa có được nhiều, nó chỉ tăng dần thôi. Mà thứ hai nữa, cây của tôi cũng là cây non, mới cạo được có 1 năm. Năm này là cái năm ngoái thì cạo, năm nay bắt đầu áp khí, năm nay tôi không cạo thì mới áp khí năm đầu, cho nên là mình cũng còn phải ăn dè để giữ cây. Thì thôi thì cũng mong là anh em tạo điều kiện tất cả mọi lĩnh vực, kể cả về trao đổi khí hay là về kỹ thuật thế này kia, thì tạo điều kiện giúp bà con ở đây. Vâng, mong muốn là như vậy. Vâng, cảm ơn anh. Chào chú. Vâng, nhưng cái vườn này là em đã đến trực tiếp là em hướng dẫn và làm theo cái kỹ thuật là đặc thù theo vườn cây, là khoan là 2 vòng trên thân cây và theo kỹ thuật 2 hàng vòng quanh theo thân cây. Nó là như thế này. Đó. Ở đây, ở dưới này là như cái vườn này là nó đã cạo hết 2 mặt như thế này này, à 1 mặt như thế này. Đây này, cạo hết khoảng cỡ hơn 20 phân này, mới cạo năm đầu. Và bắt đầu là mình triển khai phương pháp khai thác mủ cao su bằng khí ấy. Khoan ấy là mình phải làm như thế này là nó đỡ được, tiết kiệm được rất nhiều ra. Và cái năm tháng đầu tiên ấy, và cái chu kỳ chóp đầu tiên ấy, và cách mình làm ấy là phải khoan là 2 hàng như thế này và chạy vòng tròn theo thân cây. Đấy, chu kỳ vòng đầu tiên ấy. Và bắt đầu sang đến cái chu kỳ vòng thứ hai ấy là mình
bao giờ mình khoan hết cái vòng này đi, nó bao nó giáp vòng thì bắt đầu là mình chuyển hẳn lên trên miệng cạo như thế này và bắt đầu là chạy đó, hai hàng vòng, vòng sang trái cũng được, vòng sang phải cũng được, phải làm như thế, phải di chuyển liên tục như vậy thì cây nó mới bảo đảm. Còn đại kỵ là mình làm tập trung ở một chỗ, ví dụ như mình là đây mình khoanh vùng chẳng hạn như ở chỗ này, khu vực này đó, lấy một năm ở đây là coi như là nát vườn luôn, suy tiến mủ vùng này luôn, cho nên là không được làm như thế. Cho nên là mình làm, là làm như này là đúng bài bản kỹ thuật. Và cái sản lượng ấy, ở cái sản lượng là ở cái khu vực mà ra mà dưới gốc dưới miệng cạo như thế này này, đó là nó ít hơn so với ở trên miệng cạo đây, và nó chậm mủ hơn nhá. Khi mà mình khoan dưới này này, trong vòng một tháng đầu là sản lượng nó cực kém luôn, cực ít luôn, nó chưa có nhiều. Thì bắt đầu sang cái tháng thứ hai, chu kỳ chóp thứ hai này, nó bắt đầu nó mới có mủ nhá, mới có mủ, nó cứ có từ từ và nó dần dần nó tăng theo từng số nhát, từng lần số lần bơm khí là phải làm như thế. Thì mình làm ở dưới theo một cái sơ đồ này ấy, là chịu khó là một tháng đầu là cái sản lượng mủ là nó hơi ít so với miệng cạo truyền thống, còn bắt đầu từ tháng thứ hai đổ đi là bảo đảm 100% là mủ lúc nào cũng cao hơn cạo truyền thống. Khi mà hệ giáp vòng ấy, như cây này giáp vòng là khoảng cỡ 3 đến 4 tháng là mình khoan, là nó giáp vòng, giáp vòng với bắt đầu mình chuyển lên trên này và khoan tiếp 4 tháng nữa, 1 năm làm 8 tháng thôi. Cứ hai vòng như thế này là hết 1 năm. 8 tháng là khi mà lên đến cái vòng thứ hai này ở trên này là mủ cực nhiều luôn. Lúc đấy ấy, là do cây nó đã đủ khí rồi, là cho nên là thoải mái. Các bác làm là phải tuân thủ theo một cái kỹ thuật như thế này. Để có gì ít bữa nữa em là giới thiệu, hướng dẫn kỹ về cái công thức mà làm đặc thù cho cây nó chưa mở miệng, với lại mới mở miệng như thế này, mới mở miệng được 1 đến 2 năm. Quay kỹ và cách làm theo một cái công thức chuẩn, và sử dụng những loại bộ thiết bị nào là cho nó phù hợp với độ tuổi cây.